Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người nha. Rất là vui khi được gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ một cái vấn đề nho nhỏ đó anh em. Và trước khi chia sẻ cái vấn đề đó thì mình có một cái này nè. Mình có một cái thiết bị này nó hay lắm nè anh em. Mấy em biết thiết bị đây là thiết bị gì không? Đây là cái bộ nguồn 12V tạo ra từ các viên pin con thỏ, con ó, con gì á. Thì ở đây mình có được một số cái viên pin mình đi mua ve chai được nè anh em. Đó. Mình lượm nhặt được ở ve chai được nhiều viên pin nè. Lấy những cái viên pin mà 1,5V mình sẽ 1,49V nè. Đây cái đồng hồ đo volt của mình là 1,49 nè. Lấy 8 viên ra để mà mình test cho nó vui thôi. 2 viên nè. 3 viên nè. 4 viên nè. 5 viên nè. Mình lấy pin con ó đi. 6 viên nè. 7 viên nè. 8 viên nè. Và những cái viên pin này là hoàn toàn là mình mua ở ve chai nha anh em. Đó, mình mua mình đi gặp ve chai mình gặp là mình lụm à. Về mình đo cái được cái nào bởi vì anh em thấy nó có rất là nhiều loại luôn. Đó. Đây pin của mình nó có nhiều loại và dung lượng của nó là không có đều nhau. Chính vì vậy mà dung lượng nó là không có đều nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gắn vào đây nha anh em. Đó, bây giờ gắn vô. Chịu khó mà gắn vô một tí. À, chúng ta gắn vô. Gắn theo cái đúng âm dương đó nha anh em, gắn ngược là nó không có lên điện, nhiều khi nó bị chạm với nhau nó nóng lắm ạ. Rồi như vậy là chúng ta sẽ được cái nguồn 12V này nè anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử nha. À, đây nè, đây là cái bộ nguồn nè, chúng ta đo nè, dương nè, đó nó được là 11,9 10V mấy à, không được 12V, 8 viên 1,5 cái này 3, 6 đáng lý ra 12V mới đúng người ta. Như vậy là có một viên nào đó nó không ăn, đo lại thêm lần thứ hai nữa coi. Đó 12V nè anh em, nó lúc ăn là 12V này nè. Đây đồng hồ đã nhảy là 12V này nè, rồi nó nhảy tào lao rồi đó, 12, 31 nè. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái bộ nguồn 12V như thế này anh em, để mà chúng ta thử một cái thiết bị nào đó rất là hay luôn nha. Đó, mình thấy rất là hay luôn, ok luôn nha. Rồi thì mình xin giới thiệu cái bộ nguồn nho nhỏ gì cho anh em xem thôi. Và cái nội dung chính ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đó là tạo ra một cái công cụ sạc pin 18650 nha anh em. Sạc pin này nè, sạc một những cái viên pin là 18650 nè. Nếu như chúng ta có tiền mà chúng ta mua các cái bộ sạc mà trên mạng về thì nó cũng ok lắm ha. Nhưng mà bây giờ là mình muốn là hướng dẫn anh em cách tạo ra cái bộ sạc theo ý của mình. Để sạc nó thì chúng ta cần có một cái mạch sạc. Ở đây mình đã mua sẵn những cái mạch sạc này nè anh em. Nó có nhiều loại mạch sạc lắm. Đối với mạch sạc khi mà mua anh em chú ý mua cho mình cái mạch sạc mà nó có nhiều con IC gì nè. Có con IC đó là điều khiển sạc, con IC đó là bảo vệ ngắt dòng, và con IC đó là bảo vệ đó là xả luôn ha, thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Đây ở đây mình có cái những cái mạch nè, cái này chúng ta sẽ là bẻ ra, chúng ta lấy một cái mạch để mà chúng ta xài thôi ha. Đây là loại chỉ sạc thôi, còn mình có đây một cái loại nữa nè, đây là loại vừa sạc vừa xả luôn, thì mỗi cái này giá khoảng 5.000 đồng. Còn cái này thì giá khoảng 10.000, nó có là cái là xả luôn anh em. Nè, có là cái chỗ xả luôn. Ok nè, ha. Còn này thì nó chỉ là sạc thôi. Đó. Sạc. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ tận dụng cái mạch này để mà mình chế ra một cái bộ sạc pin. Ha. Thì thông thường nếu như chúng ta mà đi ve chai gặp những cái cục sạc cũ này nè, chúng ta tận dụng nó cũng được. Ở đây mình đã chế ra được một cái rồi nè. Ở đây mình cũng có mua được một cái đế này ở ve chai nữa nè, cái đế nè. Cái đế này người ta đã xài rồi, người ta đã dán keo gì tùm lum tùm la hết trơn nè. Đó. Và người ta cũng đã, mình cũng đã nhận thấy là người ta đã có hàng chân luôn rồi nè.
có dây điện luôn nè, mình bứt ra. Mình sẽ tận dụng cái đế này để mà mình làm một cái mạch sạc. Và cái nguyên lý hoạt động của cái này á, mấy anh em thấy nè, ở trên cái mạch này nè. Cái mạch này thì nó có là mình sạc pin vào cái chui micro USB như thế này ha. Rồi cái chữ B cộng và B trừ nè, nó B cộng và B trừ là ra pin á. Thì mình đó là chỉ cần đấu vào đó là cái mạch này. Cái mạch này thì cái khay đựng pin này nó có cộng nè, có cộng và có cộng nè, có trừ nè. Cho nên mình đấu hai này song song lại thì mình sẽ sạc được hai viên pin nha anh em. Rồi đó là cái vấn đề. Đối với cái khay này thì nó rất là tốt luôn. Đó, mình sẽ đặt vào đây, mình sẽ ấy xuống thì nó rất là cứng luôn anh em. Cho nên nó là độ tiếp xúc nó cao lắm, mình sạc nó rất là tốt luôn ha. Rồi sau khi mình làm xong thì mình sẽ dán nó vào đây, lấy keo nến chúng ta cố định nó vào như thế này thì chúng ta là hoàn toàn là được một cái đó là cố định như thế này nè. Đó thì chúng ta sẽ được một cái đó là mạch sạc rất là ngon luôn đó. Sạc hai viên pin ha. Còn nếu như anh em nào có nhiều thì chúng ta có mạch lớn thì chúng ta làm thêm ha. Sau này nếu như mình có một cái là cái khay mà đựng nhiều pin thì mình làm cái mạch 2.0 à. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt đó là hàng hai cái đầu này lại cho một cọng dây điện ra ha. Rồi mình sẽ đấu pin vô và chúng ta sẽ tiến hành làm nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhé. Rồi anh em ơi, mình đã chuẩn bị xong được hai cái cọng dây điện rồi nè. Hai cọng dây điện này mình sẽ nó là kết nối trước vào cái đầu này ha. B cộng với B trừ, cái này B trừ nè, còn cái đầu này B cộng ha. Rồi sau đó mình sẽ kết nối hai cọng dây điện này vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha anh em. Rồi anh em ơi, mình đã hàn hai cái cọng dây điện này vô được rồi nè. Rồi công việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ hàn hai cái đầu dây này vào cái mạch này nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha anh em. Rồi anh em ơi, mình đã hàn xong rồi nè. Đây, qua đây ha, chân này qua chân này. Rồi, vô tới đó là phần B trừ. Như vậy là đầu này là đầu âm. Rồi, chân này qua chân này. Nó dính vô nè, qua B cộng. Như vậy đầu này là đầu dương. Rồi, như vậy là mình sẽ cố định cái này bằng keo nến dán vào đây. Và cố định cái cọng dây này bằng keo nến nữa là xong nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Rồi anh em ơi, mình đã cố định nó bằng keo nến rồi nè anh em. Đó thì nó được cái mập, nó được gì nè, rất là đơn giản thôi, mạch sạc cho hai pin luôn đó, rất là nhỏ gọn đó, chế một cái cục sạc kinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Đây là cái cọng dây nguồn của mình 5V nè đó. Rồi dây nguồn 5V mình ghim điện vô thì nó có màu xanh nha anh em, đèn nó đeo báo đèn xanh. Rồi mình sẽ đó là gắn cái cục pin vô, khi mình gắn cục pin vô thì nó sẽ đó là chuyển sang màu đỏ đó. Đấy, sạc nó chuyển sang màu đỏ và trên cái đồng hồ đo của mình thì nó đã đó là báo đó là có dòng điện vô rồi đó. Như vậy là mình đã chế xong cái cục sạc đó là cho pin 18650, rất là đơn giản anh em. Đó, từ một cái mạch mua 5.000 đồng và một cái đó là một cái đế ve chai của mình sạc được hai pin nha. Đó, đây là một mạch sạc cực kỳ là đơn giản, sạc được hai pin luôn. Đó, rất là nhỏ gọn. Thì hy vọng rằng đó là clip này nó xem đem đến cho anh em nhiều cái điều là bổ ích ha, và anh em cũng biết cách để mà chúng ta tạo ra một cái mạch sạc cho một cái viên pin 18650 nha anh em. Rồi thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.